Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2022. Nhớ cách đây là 4 năm trong thời gian này thì gia đình tuổi trẻ tham gia chương trình hội trại hào khí miền Đông. Và tiếp theo lời dặn dò của quý thầy thì tuổi trẻ từ đó là đã làm được rất là nhiều việc công tác thiện nguyện cũng như là đi làm công tác Phật sự. Và hôm nay cũng là cái ngày là tuổi trẻ cũng là đi làm công tác thiện nguyện, mà cái ngày hôm nay là do anh Lực và các em trong ban chủ nhiệm chủ xướng, mời anh Lực sẽ thay cho các em trong gia đình tuổi trẻ để nói cái công việc của mình làm tiến hành làm như thế nào. Thì cảm ơn Mom. Thì Lực cũng thay mặt các anh chị em trong gia đình tuổi trẻ rất là vui mừng ngày hôm nay là đến thời giới hiện tại là mình đã thực hiện xong cái việc nấu một phần xôi và có một quà xôi do các chị em của gia đình tuổi trẻ nấu, rồi có một ít mì và nước suối thì để mà theo công tác hoạt động sen vàng để trong cái việc nhân chuẩn bị mùa báo hiếu Vu Lan sắp đến. Thì cũng đó là tấm lòng của tất cả các người con Phật, muốn có một chút gì đó bòn phước để cho bản thân cũng như là cho gia đình và cũng như cho trong xã hội mình lúc nào cũng được mọi người được ấm no hạnh phúc. Thì cái món quà nó tuy nó rất là nhỏ nhưng mà tất cả những cái tấm lòng của hàng Phật tử chúng con để mà hướng về cái dịp lễ Vu Lan sắp đến thì đó là một hoạt động, cũng là một hoạt động xuyên suốt của gia đình tuổi trẻ thực hiện. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2022, gia đình tuổi trẻ Sen Vàng hôm nay có thiện nguyện nấu một bữa xôi và mì gói và nước phát cho những người hoàn cảnh khó khăn và những người bán vé số, những người lao động nghèo ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thì ý nghĩa này thì nói chung là rất là vui vẻ và hoan hỷ cho các chị em hôm nay thì bớt thời gian tới. Hôm nay là con kính chào sư phụ và toàn thể các anh chị em trong gia đình tuổi trẻ Sen Vàng. Hôm nay được sự nhân duyên của sư phụ cho chúng con được phép chúng con đi làm thiện nguyện trong cái tháng 7 này cùng Mom với Lực và tất cả các anh em cùng nhau để mà nỗ lực xuống phố lần này. Có món quà vừa xôi chúng con nấu và có nước và mì để chia sẻ tình thương cho những người nghèo khó ở trên đi trường phố về đêm. Chúng con cũng mong rằng tháng nào chúng con cũng làm những cái việc ý nghĩa này thì chúng con rất là vui, thấy mình cảm thấy đóng góp một phần nào để chia sẻ cho những người khó khăn cơ nhỡ ở ngoài phố xá mà không có nơi nương tựa, rất là khó khăn. Chúng con rất vui ạ. Con xin kính chào sư phụ và xin chào tất cả các anh chị em trong gia đình sẽ là tuổi trẻ Sen Vàng. Thì con là một thành viên mới tham gia của hội mới đây nhưng mà con cảm thấy rất là hoan hỷ, được vui vì được góp một chút sức lực nhỏ của mình để làm được những điều ý nghĩa tốt đẹp trong cái cuộc sống này. Và bản thân con cũng như tất cả mọi người ở đây đều thấy rằng là rất là vui vì mỗi ngày đều được có thể làm được những điều được tốt và có nhiều cơ hội để làm những việc làm tốt có ý nghĩa hơn. Dạ, con xin chào sư phụ ạ. Con tham gia gia đình tuổi trẻ cũng đã lâu nhưng mà con tham gia các hoạt động khác và đây là lần đầu tiên mà con tham gia chương trình phát cơm Sen Vàng xuống phố cho tất cả các cô chú. Thì con xin thay mặt các anh chị đi phát và mong cho tất cả mọi người. Rồi, hồi nãy giờ gia đình mình trong cái thời gian chờ mưa tạnh thì mình cùng ngồi hội họp để mình nói chuyện. Bây giờ thì trời cũng đã tạnh mưa rồi, chúng ta chuẩn bị để xuất phát ha các con nha. Rồi. Lên đường. Lên đường. Lên đường.
Bây giờ là tụi trẻ chuẩn bị sức khóa. Thì anh Lực đang buộc cái xe này nè. Xe này cũng có được 6-7 phần quà nè. Mỗi bạn gồm 6-7 phần. Riêng xe của chị Khuyên là nhiều nhất nè. Cô Dung với lại Đào thì đi một xe có 6 phần. Thì mấy cô này cũng đi bán vé số thì giờ cũng được mới nhận được một phần quà đây. Mới nghe thôi cô hả? Rồi đây là Quang Anh. Thì Quang Anh thì có đi hai mẹ con. Hai mẹ con thì trên xe cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần luôn. Quá trời nhiều luôn. Rồi đây là mấy phần quà đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi bây giờ gia đình tuổi trẻ sẽ xuất phát đi. Rồi đây là Sumo đi trước. Rồi đến đó là Hồng Nhung. Đến đó là chị Hoa. Rồi đến đó là chị Dung. Rồi bạn mới Quang Anh xuất phát. Rồi chào mom luôn nha. Tràn hy vọng tôi đã nghe những khát khao về cuộc sống mới, những đôi chân chẳng hề biết gót giày, áo mỏng manh sợ rét mùa đông. Nơi tôi đến những trẻ em sống trong sẽ
Chúng con chào sư phụ ạ. À. Dạ con Bảo Phát, con kính bạch chào sư phụ. Thì hôm nay con dưới sự chỉ đạo của Mơm và anh Lực thì chúng con sen vàng xuống phố đã hoàn thành phát 100 phần quà cho các người cơ nhỡ và đường phố không nơi nương tựa, bị lao động cũng như là các cô chú vô gia cư bên ngoài đường phố. Thì hôm nay gia đình tuổi trẻ đã hoàn thành 100 phần quà đó. Chúng con nguyện đem cái công đức này hồi hướng về cho sư phụ được mạnh khỏe, được sư phụ luôn được bình an mạnh khỏe, là mãi luôn là bóng cây bồ đề để dẫn dắt chúng con và đến con đường giác ngộ. Đây là cái chặng cuối, tụi con sẽ ghé quán trà sữa Minion của em Trà để coi em làm ăn phát triển thế nào. Và có 500 sư phụ cho hồi hôm Phật đản thì con sẽ thay mặt sư phụ để chiêu đãi các em uống trà sữa. Một số các em thì đi về trước rồi, còn các em còn lại thì con sẽ dẫn.